Thanh cảnh Quán Âm. Những năm triều nhà Minh, ở Chiết Giang có thương nhân Giả Nhất Phong, là người đôn hậu chất phác, buôn bán ngay thẳng chân thật. Giả Nhất Phong bình thường thích tụng kinh lạy Phật, cúng dường Tam Bảo, nhưng vợ ông là người ham thích hư dinh, không biết Phật Pháp. Đối với việc Giả Nhất Phong cúng dường Bồ Tát, trong lòng luôn thấy bất mãn. Thế nên cô ta thông đồng với tên lưu manh Khanh Thất, bày mưu tính kế chiếm đoạt tài sản. Hôm ấy, Quan Thế Âm Bồ Tát phân du đến nơi đây. Ngài nhìn thấy phàm nhân Giả Nhất Phong sẽ gặp quả sát thân, nên mở lòng thương xót giúp ông ta tránh tai kiếp này. Bồ Tát hóa thành một ông lão ngồi trên con đường mà Giả Nhất Phong về nhà. Giả Nhất Phong thấy một cụ già ngồi bên vệ đường, bèn hỏi: "À, cụ à, cụ làm sao thế này? Hôm nay lão lên núi đốn củi, không may bị ngã, không đi được nữa rồi. Tôi vừa hay sắp xuống núi lên thuyền về nhà, nếu cụ không ngại, để tôi cõng cụ xuống núi nha." Giả Nhất Phong nói rồi bèn cõng ông lão xuống núi. Khi tới nơi, ông lão cười nói với Giả Nhất Phong rằng: "Cậu là người có tấm lòng lương thiện, ta tặng cậu 4 câu, cậu nhất định phải nhớ kỹ: gặp cầu chớ ngừng thuyền, hãy dầu lấy xoa đầu, đổ cốc 3 thăng gạo, ruồi xanh vỗ đầu bút." Nói xong, ông lão phẩy tay tiêu sái rời đi. Giả Nhất Phong cảm thấy rất kỳ quái, mới ban nãy còn là ông lão không đi nổi, giờ đã biến thành tràn trề sức sống như vậy. Giả Nhất Phong lên thuyền về nhà, trông thấy xa xa có một cây cầu. Ông nhớ đến câu nói của cụ già khi nãy, bèn giục người lái thuyền mau chóng lái qua cầu. "Lái thuyền, chỗ này không dừng được nữa, mau chèo qua nhanh lên." Ngay khi thuyền của họ vừa ra khỏi cây cầu, thì một tảng đá to từ trên cầu rơi tõm xuống nước, sức ngậy con thuyền bên dưới. Giả Nhất Phong kinh hoàng, mồ hôi túa ra như tắm. Ông nhớ tới 4 câu nói lúc nãy. Không lẽ ông lão là Bồ Tát sống sao? Khang Thất nấp trên cầu, nhìn thấy lần đầu âm mưu của mình thất bại, bèn nảy ra kế khác. Chuẩn bị tối đến, lẻn vào nhà Giả Nhất Phong, thời lúc ông đang ngủ say sẽ ra tay sát hại. Buổi tối trước khi ngủ, Giả Nhất Phong nhìn thấy trên bàn trang điểm của vợ mình có đặt một lọ dầu thơm, bèn lấy một ít bôi lên đầu. Nửa đêm hôm đó, Khanh Thất lẻn vào mò mẫm đến trước giường của Giả Nhất Phong. Hắn ngửi được mùi dầu thơm nên lầm tưởng người này là thê tử của Giả Nhất Phong. Thế là Khanh Thất nhấc đao chém xuống người còn lại. Người bị giết còn chưa kịp kêu tiếng nào đã bỏ mạng. Hôm sau Giả Nhất Phong tỉnh giấc, bị dọa hoảng kinh. Thê tử của mình không biết đã chết từ bao giờ, trên người máu loang lổ. Ông vội vàng báo quan. Quan huyện nghi ngờ Giả Nhất Phong tự giết vợ mình nên phán xử: "Giả Nhất Phong hại chết thê tử kế tóc của mình, giả vào lao tù, sang thu hành trảm." "Quan quận quá đại nhân." Giả Nhất Phong luôn miệng kêu quan và đem chuyện gặp gỡ ông lão kể lại một lần. "Thế gian này làm gì có chuyện thần cơ diệu toán như vậy? Nếu dân tội gặp, còn muốn lừa gạt bổn quan sao?" Trong lúc quan huyện đang hạ bút chuẩn bị phê vào sớ tâu hành quyết, thì một con ruồi xanh bay đến lượn quanh đầu bút, gạt đến mấy cũng không đi. Huyện quan nghi hoặc không thôi. Lúc này một luồng ánh sáng lóe lên, Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân ra trước công đường. Giả Nhất Phong tâm địa lương thiện, sẽ không sát hại thê tử của mình. Hung thủ thật sự vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài. Các ngươi có thể đến từng nhà từng hộ để kiểm tra, lục soát kỹ lưỡng, tìm thấy nhà nào trong chum gạo có 3 thăng gạo, nhất định sẽ có manh mối. Cảm tạ Đức Quán Thế Bồ Tát từ bi chỉ điểm. Huyện lệnh và mọi người lúc này mới biết đây là Quán Thế Âm Bồ Tát đến để chỉ dẫn, vội vàng khấu đầu bái lại. Sau đó huyện lệnh phái người tra xét toàn thành. Không lâu sau thì vệ đã áp giải Khanh Thất về nha môn. Quá ra đêm hôm đó, sau khi gây án, Khanh Thất lo sợ bèn đem hung khí giấu trong chum gạo. Chân tướng sự tình đã rõ, Khanh Thất thú nhận tội lỗi, bị tống giam vào trong ngục. Giả Nhất Phong vô tội được tha. Sau khi ông về nhà, cảm niệm ân đức Bồ Tát, bèn tạc một tôn tượng của Ngài và xây một ngôi chùa Quán Âm để cúng dường. Ngày ngày đều quỳ bái, chí thành lễ Phật. Người nơi đó cũng cảm cái ơn Bồ Tát cứu độ chúng sanh, nên ai nấy bảo nhau tụng kinh hành thiện, kính lễ Tam Bảo. Lần này hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát được tôn xưng là Thanh Cảnh Quán Âm. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật.